Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh tấu hề đến phút cuối trong Giữ Phượng Hành. Từ phim cổ trang ngôn tình sướt mướt, Giữ Phượng Hành được mọt phim khẳng định biến thành phim hài nhờ loạt tình tiết vui nhộn, lầy lội gây sốt. 39 tập phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã được lên sóng trọn bộ. Với cái kết trọn vẹn cho cặp đôi chính, mọt phim hoa ngữ vẫn phải lưu luyến Giữ Phượng Hành bởi nhiều tình tiết thú vị, hài hước. Chuyện tình gian nan của Thẩm Ly và Hành Chỉ trong Giữ Phượng Hành có kết thúc trọn vẹn. Giữ Phượng Hành ghi điểm ở những phân cảnh hài hước. Giữ Phượng Hành là tác phẩm cổ trang về đề tài đại nữ chủ thông minh, mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng nội dung và tình tiết, cao trào trong phim được xây dựng và giải quyết nhẹ nhàng, mang màu sắc hài hước vui vẻ. Dù chuyện tình của Thẩm Ly và Hành Chỉ lấy đi không ít nước mắt xót thương của người xem, nhưng khán giả phải liên tục cười đau ruột. Như lời Triệu Lệ Dĩnh cảnh báo trước đó, từ tính cách nhân vật, tình huống vui nhộn trong phim. Khi tập cuối Giữ Phượng Hành lên sóng, mọt phim liên tục khẳng định cặp đôi chính Thẩm Ly Hành Chỉ, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn cật lực tấu hài đến phút chót bên cạnh loạt cảnh ngôn tình đẹp như thơ của nhân vật chính. Sau cuộc chiến sinh tử bảo vệ yên bình cho tam giới, Hành Chỉ được tái sinh. Không còn thần lực và trách nhiệm của vị thần thượng cổ bảo vệ trời đất, Hành Chỉ sống cuộc đời thanh nhã trong căn nhà tranh ở hạ giới cùng nữ nhân mình yêu thương nhất đời. Không chỉ có thể dành trọn vẹn tâm tư cho cá nhân mình, Hành Chỉ và Thẩm Ly còn cùng nhau kết tơ duyên cho Kim Nương Tử, Vương Y Giao bằng chiêu trò cực lầy lội. Phim kết thúc bằng màn cầu hôn dí dỏm khi Thẩm Ly thể hiện đúng bản tính nữ đại chủ khi yêu cầu Hành Chỉ nhanh chóng tiến hành hôn lễ bằng thông báo mang thai, khiến vị thần chục ngàn tuổi đứng hình. Đặc biệt, trong suốt phim, nét tính cách hài hước của Lâm Canh Tân được dịp trưng trổ bằng loạt biểu cảm tưng tửng, diễn vai ghen tuông, khổ nhục kế để lấy lòng Thẩm Ly, khiến mọt phim cười ngất. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, để làm đậm màu sắc nữ vương quật cường cho nhân vật Thẩm Ly của mình, cô có nhiều nét diễn ngôn ngữ hình thể cực hài. Dù ngoại hình nhỏ bé nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm bởi thần thái cực ngầu, lạnh lùng mạnh mẽ. Dàn nhân vật phụ như Phất Dung Quân, Hà Dữ, thần nữ U Lan, Lý Gia Kỳ, Linh Tôn Thẩm Mộng Nguyệt, Tăng Lê, mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái. Đặc biệt nhân vật Phất Dung Quân được xem như cây hài của Giữ Phượng Hành khi liên tục có hành động vô tri một cách đáng yêu. Thần nữ U Lan, Lý Gia Kỳ, được giới thiệu là tình địch kiêm Antiphon của Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh cũng quay xe thành fan cuồng, ra sức bày trò giúp sức Thẩm Ly và Hành Chỉ, Lâm Canh Tân thành đôi. Nhờ xây dựng nhiều nhân vật với nét tính cách khác biệt, thú vị mang đến tiếng cười sảng khoái có lẽ là điểm nhấn tạo nên thành công lớn, giúp Giữ Phượng Hành trở thành tác phẩm có hiệu ứng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng.